Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Trí Thức. Các bạn thân mến, trong các bộ phim về thế giới thiên nhiên thì chúng ta thường chỉ thấy được tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng của muôn loài đúng không nào? Tuy nhiên thì trong thế giới ấy thì các ông bố không phải lúc nào cũng vô tâm hay thậm chí là tàn độc đâu các bạn ạ. Mà thậm chí rằng chúng ta phải thừa nhận rằng có rất rất nhiều những loài động vật và đặc biệt là các ông bố có tình yêu thương con vô bờ bến chẳng thua kém gì so với loài người. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Mọt đi điểm xem đó là những ông bố nào trong thiên nhiên nhé. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nào. Đầu tiên, đó chính là cá ngựa. Có lẽ rằng cá ngựa bố là một trong những người đàn ông tuyệt vời nhất trong vương quốc động vật khi nó biết mang thai và sinh con đấy các bạn ạ. Tuy nhiên, thay vì nuôi những con cá ngựa trong bụng của mình thì cá ngựa đực sẽ mang thai trong chiếc túi giống như túi của kangaroo. Trước khi gửi trứng cho cá ngựa đực trông nom thì cá ngựa cái đã sử dụng năng lượng của mình để cung cấp chất dinh dưỡng cho lớp vỏ trứng. Nhiệm vụ còn lại của cá đực chỉ là tạo ra một môi trường an toàn để có thể nuôi được cá ngựa con phát triển mà thôi. Túi đựng trứng của cá ngựa đực có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng máu và độ mặn của nước để đảm bảo rằng trứng có điều kiện phát triển tốt nhất. Thời gian mang thai sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 3 tuần. Được 20 ngày, cá đực sẽ mở lỗ trong túi ấp và giật mạnh để ép tất cả cá ngựa con bơi ra ngoài. Nhờ sự phân công nhiệm vụ này, nên con cái có đủ thời gian để phục hồi năng lượng và có thể tạo ra nhiều trứng hơn thay vì vừa phải tạo trứng vừa phải nuôi cá ngựa con. Giá như con người cũng như cá ngựa thì có phải phụ nữ đỡ vất vả hơn rồi đúng không? Thứ hai, đó là đà điểu Nam Mỹ. Đà điểu Nam Mỹ có tên gọi khoa học là Rhea, nó không quá to lớn như đà điểu châu Phi và cũng không quá nhỏ bé như đà điểu châu Úc. Ở loài đà điểu này, mỗi con đực thường có từ 2 đến 12 bà vợ, hay nói vui là chúng sinh hoạt theo chế độ đa thê. Vào mùa sinh sản, các con đực sẽ gom cỏ khô và lá khô lại để làm tổ. Tổ của đà điểu Nam Mỹ rất to, có thể chứa đựng được từ 10 cho đến tận 60 trứng. Sở dĩ, con đực lại làm tổ to đến như vậy vì tất cả các bà vợ của nó sẽ cùng đẻ trứng vào trong chiếc ổ này. Sau khi đà điểu cái đẻ trứng xong, các ông bố đà điểu này sẽ đuổi các bà vợ của mình đi, rồi sau đó tự mình ấp trứng và chăm sóc các con non. Không chỉ là những ông bố khéo léo trong lúc ấp trứng, đà điểu Nam Mỹ đực còn là những gã gan dạ bậc nhất. Dù là con người, hổ, báo hay bất cứ một loài động vật nào có kích thước lớn hơn, chỉ cần đà điểu bố cho rằng đó là mối đe dọa đối với các con của mình, thì chúng sẽ chiến đấu mà không hề run sợ. Như vậy, chỉ tính riêng việc dám nhận trách nhiệm nuôi con và làm tròn bổn phận làm chồng với 12 bà vợ của đà điểu Nam Mỹ thì có lẽ rằng đà điểu đực đã quá đủ để được nhiều người nể phục đúng không nào? Và đây thì thực sự là người đàn ông của gia đình trong thế giới hoang dã. Ở vị trí thứ 3, đó chính là gà cát Namaqua. Nói về các ông bố tận tụy trong thế giới động vật mà chúng ta bỏ qua gà cát Namaqua thì đây thực sự là một thiếu sót rất lớn. Trong giai đoạn sinh sản, gà cát Namaqua trống sẽ tự xây cho mình một chiếc tổ thật đẹp bằng lá cây khô hoặc cỏ khô trong các hố đất và sau đó mới đi tán tỉnh các con mái. Khi kết hôn và động phòng xong, mỗi con gà mái sẽ đẻ được khoảng từ 2 đến 3 trứng. Khác với nhiều loài gà khác, nhiệm vụ ấp trứng của gà cát Namaqua là do con trống đảm nhiệm. Mỗi khi cần lấy nước cho con, chúng sẽ tìm tới nguồn nước rồi nhúng phần lông bụng xuống nước. Và khi trở về tổ, gà con sẽ uống nước từ những chiếc lông bụng của bố. Và điều đáng nói là khu vực sinh sống chủ yếu của gà cát Namaqua là những vùng đất khô cằn phía tây nam của châu Phi. Do đó mà nguồn nước sẽ vô cùng khan hiếm. Vì vậy, ông bố Namaqua sẽ phải bay tới khoảng 100 km mỗi ngày để có thể tìm đủ lượng nước cần thiết cho các con của mình. Thứ tư, đó chính là khỉ đuôi sóc Marmoset. Khỉ đuôi sóc hay còn được gọi là khỉ Marmoset là loài khỉ nhỏ thuộc bộ linh trưởng sinh sống ở khu vực Nam Mỹ. Không chỉ sở hữu cho mình bộ lông tuyệt đẹp và dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương, khỉ đuôi sóc còn được biết đến với tư cách là những ông bố mẫn cán bậc nhất của thế giới tự nhiên. Khỉ đuôi sóc đực cực kỳ coi trọng vai trò làm cha của mình. Với sự giúp đỡ của các thành viên khác trong gia đình, những ông bố có thể đảm nhận rất tốt nhiệm vụ chăm sóc các con non như cho ăn, bắt cháy, giận
hay làm sạch những bộ lông và luôn ẵm theo lũ trẻ khi di chuyển đến bất cứ nơi đâu cho đến khi chúng đủ cứng cáp để có thể tự đi. Những chú khỉ đuôi sắp cha thường sẽ kiêm luôn cả vai trò đó là bà đỡ, vô cùng chu đáo trong suốt khoảng thời gian người phụ nữ của mình vật cạn. Chúng sẽ dọn dẹp mọi thứ sau khi con cái sinh xong và kiêm luôn cả nhiệm vụ là cắt đứt dây rốn cho con non. Thứ 5, đó chính là cá Lumpsucker. Cá Lumpsucker có tên gọi khoa học là Cycloporus lumpus. Đây là một loài cá có vẻ bề ngoài rất hiền lành, đáng yêu. Chúng có một giác hút nhỏ bên dưới cái bụng để có thể bám vào các cục đá hay các dạng san hô dưới đáy biển. Vào mùa sinh sản, cá đực sẽ tìm đến những chỗ nước đông để chuẩn bị tổ. Khi tổ đã được chuẩn bị sẵn sàng, các con cá cái sẽ đến đây và chọn cho mình chiếc tổ ưng ý nhất rồi đẻ trứng vào đó. Và trung bình, mỗi con cá cái có thể đẻ được từ 100.000 đến 350.000 trứng. Đây là chiến lược, số lượng bù chất lượng. Càng nhiều trứng, khả năng cá con sống sót càng cao. Cá mẹ khi đẻ trứng xong sẽ bỏ đi và để mặc ông bố cẩn mẫn với đàn con nheo nhóc. Nhiệm vụ của những ông bố Lumpsucker đó là canh giữ tổ cho đến khi trứng nở. Chúng sẽ sử dụng phần giác hút dưới bụng của mình để neo lại bên cạnh tổ và canh gác. Ông bố này còn phải liên tục dùng vây để gạt nước vào tổ để có thể tạo ra oxy, cung cấp đủ cho trứng và đồng thời chiến đấu tới chết để bảo vệ chiếc tổ của mình. Chỉ cần có bóng dáng của bất kỳ một loài săn mồi nào, cá bố sẽ ngay lập tức đánh đuổi từ xa. Quả thực là những ông bố tuyệt vời với lòng gan dạ và sự kiên nhẫn đáng khắc phục các bạn nhỉ. Thứ 6, chim nước Jacana. Jacana hay còn được gọi là chim Jesus, là một loài chim nước có tên gọi khoa học là Erepirapa gallinacea. Vậy theo các bạn, điều gì đã giúp cho những chú chim Jacana đực lọt vào danh sách các ông bố mẫn cá nhất trên thế giới tự nhiên? Những con Jacana đực là những người đảm nhiệm các công việc nặng nhọc, đúng nghĩa dành cho người đàn ông trụ cột trong gia đình, đó là làm tổ, ấp trứng và chăm sóc những chú chim non. Trong khi những cô nàng Jacana thường chỉ có biệt tài trong hoạt động giao phối với càng nhiều con đực càng tốt, thì những chú Jacana đực lại chọn cách tự biến mình trở thành một ông nội trợ trung thành nhất trên thế giới này. Chúng thậm chí còn chọn ở lại một tổ ở một thời gian rất lâu dài sau khi người phụ nữ của mình đã bỏ đi tìm cuộc tình mới. Những quý ông này còn trung thành đến nỗi chấp nhận cả việc chăm sóc trứng được thụ tinh bởi những con đực khác bằng cả một tấm lòng nhiệt huyết nhất có thể. Có thể nói rằng, ở loài chim nước Jacana, vai trò của con đực và con cái cũng đã bị hoán đổi. Chúng đã biến mình thành người đàn ông si tình và vị tha nhất trên thế giới tự nhiên. Thứ 7, bọ nước khổng lồ. Bọ nước khổng lồ có tên gọi khoa học là Indentatus avidius. Vào mùa sinh sản của mình, để có thể bảo vệ trứng, con cái sẽ đẻ trứng lên cánh của con đực và mỗi con cái sẽ đẻ được khoảng từ 30 đến 100 trứng. Con đực sẽ mang theo số trứng này bên mình cho đến khi trứng của chúng nở và thường sẽ mất khoảng từ 1 cho đến 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, bọ nước khổng lồ đực gặp rất nhiều nguy hiểm vì nó có thể không bay được và có thể dễ dàng bị các loài khác tấn công. Tuy phải mang theo mình gánh nặng như vậy, nhưng những ông bố bọ nước không hề ghét bỏ con của mình. Các nhà khoa học đã quan sát được hành vi chăm sóc trứng của bọ nước đực như làm sạch trứng, phơi nắng cho trứng đực ráo hoặc loại bỏ các ký sinh trùng trên trứng. Và sau khi trứng đã nở hết, các ông bố này sẽ rũ bỏ những vỏ trứng thừa, tìm bạn tình và tiếp tục một chu kỳ sinh sản mới. Tiếp theo, ở vị trí thứ 8, đó là cá rồng châu Á, Arowana. Cá rồng đực thực sự là những người đàn ông của gia đình. Bên cạnh việc xây dựng tổ cho con non và bảo vệ tuyệt đối sau khi chúng nở, cá rồng cũng nổi tiếng là loài nuôi con bằng miệng. Trứng của cá rồng có kích thước khá to và số lượng rất ít so với đa số các loài cá nước ngọt khác và được ấp trong miệng của cá bố cho tới khi trứng nở ra. Và ngay cả khi trứng cá đã nở và những chú cá con đã chào đời, lúc này chiếc miệng của cá bố vẫn là nơi cư trú an toàn nhất cho lũ trẻ. Cá rồng bố thường giữ thức ăn trong miệng và cho các con ăn chính phần thức ăn đó. Đồng thời, người cha mẫn cá này cũng luôn quan tâm đặc biệt để mắt tới từng chú cá con và sẽ nhanh chóng ngậm chúng lại vào miệng để có thể bảo vệ an toàn cho những kẻ săn mồi. Và ở vị trí cuối cùng, đó chính là chó sói. Chắc hẳn rằng các bạn đã không còn xa lạ gì đối với loài động vật này nữa đúng không nào? Mặc dù rằng nổi tiếng là một kẻ săn mồi danh mãnh và tàn độc, nhưng chó sói đực lại là một trong những người cha chu đáo nhất trên thế giới động vật có vú. Chó sói thường sinh sống chung thủy theo chế độ một vợ một chồng suốt đời và không ngán bất cứ một đối thủ nào để có thể bảo vệ đàn con của mình.
Bầy sói mà các bạn bắt gặp thực chất là một gia đình hạt nhân cổ điển, bao gồm mẹ, bố và các con. Sau khi sói cái sinh con, nó sẽ bám sát những con chó non nớt của mình 24/24 và không rời khỏi hang trong vòng vài tuần cho đến khi những chú sói con của mình có thể đủ cứng cáp. Trong khoảng thời gian dài đó, sói bố sẽ đứng ra bảo vệ gia đình và đi tìm kiếm thức ăn cho cả sói mẹ lẫn sói con. Khi những chú sói con lớn thêm một chút và bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài, sói bố cũng chính là người có nhiệm vụ dạy cho các con cách săn mồi, đồng thời sắm vai một người bố nghiêm khắc, đôi khi lại vui tươi, giúp cho những chú sói con của mình có thể sớm hòa hợp với cả đàn. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt và sói được không thể kiếm đủ lượng thức ăn cho cả gia đình, nó sẽ nhường toàn bộ phần thịt mà mình kiếm được cho vợ. Chó sói quả đúng là một ông bố kiểu mẫu trong thế giới động vật. Và đó là video ngày hôm nay của nhà báo chúng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và nếu như thấy hay thì đừng quên hãy dành tặng cho chúng mình một like, một share và nhấn subscribe kênh để có thể cập nhật những điều thú vị nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.